Cửa hàng nhà động cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng, địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986282901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship hàng toàn quốc nhé mọi người. Hôm nay cửa hàng em lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích tay cụt mini nhỏ gọn nhé mọi người. Em này đến từ nhãn hiệu của Hitachi, mã số của em này là CS35EC nha. Đó, mẫu này là mẫu tay cụt hạng lớn nha mọi người. Đó, thì dành cho anh em leo tỉa cành hoặc lâu lâu mang ra dọn vườn rẫy trong gia đình vườn nhà nhé. Mã 35 thì nó nằm ở khoảng 33,4cc nha anh em nhé. Đó, rất là mạnh ha. Đó, đời này thì nó nòng của nó là 37 ly nhé mọi người. Đó, và có thắng xích này, có nút bơm xăng nhé mọi người. Đấy, mẫu này nói chung anh em xài rất là nhạy nổ, rất là tiết kiệm nguyên liệu ha. Rồi thì em máy trước mắt mọi người cũng còn khá là mới nha anh em. Đây, độ đẹp của nó này còn rất là sáng nha anh em nhé. Nguyên zin nguyên bản nha. Đây. Đó, lam cái này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 nhá, mà các cây là 35cm, xích 91 nha mọi người. Lam xích thì rất là đẹp rồi, các cái đầu rãnh lam mà chưa có dập, đầu chưa tè, nước sơn còn nguyên trên cây lam này. Đó, và xích này bên cửa hàng em cũng đã rũ sẵn rồi nhá. Đó, về anh em chỉ việc cắt đây ha. Hai ốc chân lam nha mọi người. Đó, và trực tiếp bằng phá 10 nhá. Tăng xích của em này nó nằm đằng trước này. Đây nó con vít dẹp này, đó là con tăng xích nha. Đó, bên phía mặt má ốc lam đây. Tem nhãn hiệu mạc là vẫn còn nha mọi người. Đó, Hitachi, đó, CS35 ha. Đó, mặt đằng sau, lớp mặt tiền đằng trước đây nhá. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua được tặng kèm 3 món đồ đi theo máy nha. Buji giữa, tiếp mở buji nhá mọi người. Đó, có nút bơm xăng đằng trước này, dưới này là cái e này. Đó, nắp đằng trước này là nắp bình chứa nguyên liệu xăng pha chứa với nhớt nha. Còn nắp đằng sau này là nhớt thải bôi trơn lam xích nha mọi người. Nó bên phía má hồng dập thì cắt tem nhãn hiệu mà vẫn còn nha mọi người. Đó, mã số series đây ha. N90697 nha mọi người. Hàng chuẩn của Nhật Bản nhá. Rồi giờ bên em sẽ khởi động cho anh em nghe cái máy nha. Giá của em tay cụt Hitachi CS35EC này thì là 2.200.000 đồng. Anh em nào cảm thấy kết thì liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài nhá. Anh em nghe thấy máy ha. Rất là bốc máy nha mọi người. Nói chung là mã lực của nó là mã lực lớn ha. Nên anh em sử dụng hạ gốc này nọ trong gia đình cũng ok nha mọi người. Phần leo tiểu cành của suy nghĩ rồi, rất là mạnh nhá. Rồi ok, em anh tới xích Hitachi CS35EC nha mọi người. Giá của em này là 2.200.000 đồng. Anh em nào cảm thấy kết thì liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người.